Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ của Houston, tức là 7 giờ sáng giờ của California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng thứ bảy chúng ta lại có chương trình tán gẫu, đề tài được mở rộng hơn thay vì tập trung vào bản tin mỗi một ngày. Quý vị có thể mở rộng một số những cái đề tài khác. Và trước khi đi vào cái chương trình tán gẫu sáng hôm nay thì cáo lỗi quý vị, tối ngày hôm qua là Phong chỉ có up cái tin tức lên trong cái phần tin cập nhật thôi, chứ không có làm live, bởi vì tối hôm qua nhà có khách thì cái tin cập nhật đã có ở cái trang Trần Nhật Phong Official. Thì quý vị nào chưa xem cái phần tin cập nhật tối hôm qua thì quý vị có thể vào trong cái Trần Nhật Phong Official để có thể xem lại cái tin tức của tối ngày hôm qua. Đó là cái phần mà thông báo của Phong, và cáo lỗi quý vị bởi vì tối hôm qua có khách tới nhà cho nên là không có làm live được, và cho nên là thu trước và up lên cho quý vị. Rồi bây giờ chúng ta như thường lệ vẫn chạy qua một số những cái gọi là lời chào hỏi để đi vào trong cái đề tài mỗi một buổi sáng cuối tuần mà quý vị đưa ra nha. Ok, rồi đầu tiên Khoa Nguyễn, anh Phong cho em hỏi tại sao một số công tố viên quận cấp tiến lại ngừng truy tố một số tội danh nhẹ về ông? Không phải ngừng truy tố mà họ không phải ngừng, nhưng mà có những cái thì họ cảm thấy rằng là không cần thiết, thứ nhất. Thứ hai nữa là tùy theo tiểu bang, ví dụ như ở Texas là không có vụ đó rồi, dù là cấp tiến hay là không cấp tiến gì cũng vậy hết. Nhưng tại vì California nó có nhiều lý do. Thứ nhất là cái chính sách mà gọi là cực tả của California thì nó lại giảm đi một số những cái tội mà gọi là misdemeanor, tức là những cái tội tiểu hình đó, nhiều khi họ không muốn truy tố. Thứ hai là bởi vì nhà tù của California nó ngặt cứng rồi, cho bây giờ mà truy tố nữa, mà ở tù nữa thì không biết chỗ đâu mà nhét, cho nên có những cái tội nó tạm thời họ tạm thời không có truy tố. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ buộc cái người mà bị truy tố đó có thể phải thỏa hiệp với họ là phải đáp ứng một số những cái điều kiện của họ đưa ra, thì cái đó là cái chuyện mà bình thường thôi. Ở Mỹ này thì thường thường ở mấy tiểu bang cấp tiến, mấy tiểu bang mà thì họ giảm nhẹ một số những cái tội tiểu hình, tức là misdemeanor, còn những cái tội nào mà liên can tới felony, tức là đại hình đó, thì họ không có tha đâu, họ dí tới cùng đó nha. Rồi tiếp tục. Wow, rồi cho em hỏi, có hai cô gái bỏ quốc tịch Mỹ, vậy sau này muốn về lại là vô lại quốc tịch có được không? Đã bỏ quốc tịch rồi thì không không làm được cái gì hết. Tức là họ phải viết, nếu mà muốn bỏ quốc tịch Mỹ, về quy tắc thì là họ phải làm một cái tờ giấy gửi cho sở di trú của Hoa Kỳ và gửi cho phía của bên Bộ Ngoại giao là họ xin từ bỏ quốc tịch Mỹ. Thì mai này vô chưa chắc vô lại được đâu, và mai này vô chưa chắc là vô lại được đâu, và mất mất rất nhiều thời gian. Trường hợp này nó đã xảy ra với lại một không phải bên Mỹ mà bên Anh, là có một cô gái đi qua bên Trung Đông, quốc tịch Anh, đi qua Trung Đông để làm dân quân của nhóm Hồi giáo ISIS. Bây giờ cô xin trở về nước Mỹ, nước Anh không cho. Cô xin trở về nha, cô chưa từ bỏ quốc tịch Anh á, nhưng mà bây giờ xin trở về nước Anh thì chính phủ Anh và tòa án Anh cũng không cho. Thì có trường hợp đó nó đã từng xảy ra rồi ở bên Anh. Thì Mỹ tôi nghĩ cũng vậy, có nghĩa là khi mà đã từ bỏ quốc tịch Mỹ rồi mà vô lại, tôi nghĩ là vĩnh viễn không vô được, tôi nghĩ là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Theo chú, vụ thiếu hụt xăng dầu ở Việt Nam có phải tự nhiên hay do chính chính trị hay cộng sản chơi chiêu để hút máu người dân? Vấn đề không phải như vậy, vấn đề đơn giản thôi, nó bị ảnh hưởng hai vấn đề. Thứ nhất là do tình trạng giá xăng dầu lên. Bây giờ đó, những cái cây xăng ở Việt Nam á, bây giờ cái bồn xăng họ đầy. Tôi lấy ví dụ là có mấy ngàn lít xăng ở trong đó đi. Bây giờ họ bán ra cho quý vị với cái giá bây giờ. Nhưng mà ngày hôm sau họ nhập lại một cái bồn xăng đó đó thì cái giá cao hơn, họ lỗ. Đó là điều thứ nhất, những bồn xăng đó lỗ. Là họ nên cho nó, họ không thà, họ không bán bị lỗ. Lỗ là ở chỗ là bây giờ bán ra xong nhập lại nó cao giá hơn cái giá bán ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cái cuộc giống như hôm trước tôi có phân tích cho quý vị cái vụ xăng dầu này trong cái Houston Nhật Ký rồi đó, là
vấn đề là tại vì coi như là 60-70%, 60-65% là xăng dầu, xăng của Việt Nam, chứ không phải dầu, xăng của Việt Nam đó là nhập từ Ukraine và từ Nga. Mỹ chiếm khoảng chừng 30-35% thôi. Thì đa số xăng nhập từ Nga và Ukraine. Bây giờ tình hình biến động ở bên đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái việc xuất cảng bên đó, cho nên mấy cái cây xăng họ cũng sợ. Và do đó thì tình trạng mà thiếu hụt xăng dầu là nó từ cái nguồn gốc này. Tại vì ở Việt Nam nhập xăng đa số là ở bên Nga và Ukraine nha. Ok. Rồi tiếp tục. Tại sao Cộng sản miền Nam không tấn công miền Nam sau khi tuyên bố chiến thắng Điện Biên Phủ? Nó cái đó là bậy. Thứ nhất là lúc đó là gì quý vị? Lúc đó là họ tấn công Điện Biên Phủ, nhưng mà lúc đó thì là cái vấn đề tranh chấp giữa nội bộ của Việt Nam. Tranh chấp là tức là những người nào đi theo cái chủ nghĩa quốc gia thì không chấp nhận cộng sản, cho nên mới có cái một cái cuộc chia đôi đất nước 1954. Là lúc đó là theo cái hiệp định chính thức mà quốc tế mà gọi là hiệp định Geneva, là về theo căn cứ theo cái Geneva Treaty là phải chia ra, là một bên là miền Nam Việt Nam, một bên là miền Bắc, thì chia ra giống như Nam Bắc Hàn vậy thôi. Thì làm sao mà cái năm 1954 mà tấn công được? Lúc đó là cộng sản cũng ký xuống cái hiệp ước đó mà. Cộng sản cũng ký xuống cái hiệp ước Geneva là đồng ý chia đôi đất nước mà. Tức là ai đi theo chủ nghĩa quốc gia thì vô miền Nam, ai theo cộng sản ra Bắc. Thì làm sao tấn công năm sau khi thắng Điện Biên Phủ được? Tại vì sau khi thắng Điện Biên Phủ thì mới chia đôi đất nước nha. Rồi tiếp tục. Quan điểm của chú về những câu nói của chú Kiệt về chú. Quan điểm là về những câu nói gì tôi đâu có biết rồi. Kiệt nói cái gì đâu mà Kiệt nào mới được chứ. Tôi cũng chưa biết quý vị đang nói Kiệt nào nữa. Ok. Rồi chú Phong cho hỏi tại sao ông Trump lại rút quân ra khỏi Syria mà không giữ quân chống lại chính quyền Assad. Thứ nhất là không phải là rút quân, mà Hoa Kỳ lúc đó dưới thời của Obama, Obama không đồng ý đưa quân xuống ở Syria, mà chỉ đánh không tập, tức là chỉ là airstrike thôi. Sau đó bị áp lực của đồng minh quá thì Hoa Kỳ mới đưa một số quân xuống từ ở bên Iraq qua. Thì sau khi mà đánh bại năm 2018, tôi nhớ 2018-19 đó, là các cái vùng đất mà ISIS đã chiếm giữ thì mình đã đánh bại, tức là họ đã bị mất hết tất cả những cái quyền kiểm soát ở một số khu vực rồi. Là có chính thức họ bị đánh bại năm 2018. Thì lúc đó khi đánh bại họ rồi thì bây giờ giao lại cho địa phương, thì Hoa Kỳ rút quân về bên Iraq và vẫn hỗ trợ cho lực lượng người Kurd để mà tiếp tục tấn công và bắt giữ, đi truy tìm bắt giữ những lực lượng, những thành dân quân của Hồi giáo ISIS. Cho nên là Hoa Kỳ có tham dự lúc là ngay từ lúc bắt đầu là đã dùng airstrike, tức là dùng không tập thôi, tức là đánh bằng máy bay thôi chứ không có đưa quân xuống the ground. Nhưng sau đó thì đồng minh, tức là liên minh NATO muốn phải có mặt ở dưới, hiện diện ở dưới mặt đất, thì lúc đó Hoa Kỳ mới chuyển quân từ Iraq qua. Thì đến năm 2018 thì chính thức là tất cả những cái vùng đất mà ISIS, tức là caliphate của Hồi giáo từ ở Syria qua tới Iraq đó, là đã họ chiếm lại hết rồi. Thì khi mà chiếm lại hết, tức là đánh bật cái nhóm ISIS không còn chiếm lĩnh một cái khu vực nào nữa rồi, thì lúc đó Hoa Kỳ rút quân nha. Ok, đó là cái chính thức. Rồi, chú Phong có thể nói tới nguyên nhân dẫn tới mùa xuân Ả Rập như thế nào? Mùa xuân Ả Rập năm 2011 là vì lúc đó mạng xã hội vừa ra đời. Facebook thì nó được sử dụng rất nhiều ở khu vực Trung Đông. Thì xưa nay đó là dân chúng không có tiếng nói. Họ muốn nói là phải qua truyền thông báo chí. Mà truyền thông báo chí thì nó lại nằm trong tay của một số nhà độc tài. Nó bóp lại thì không ai nói được hết. Và không có thông tin. Kể từ khi mà dùng cái Facebook lúc nó ra đời đó, thì lúc đó ở Trung Đông dùng rất là nhiều. Và nhờ cái sự chia sẻ tin tức và cái quan điểm được nói lên, nó làm cho người ta can đảm hơn để mà thay đổi cái vận mạng của người ta bên đó. Thì nó mới có cái mùa xuân Ả Rập. Nó quét đầu tiên hết là từ Tunisia, rồi nó quét qua bên Libya, Syria, Yemen và kể cả Ai Cập. Thì tất cả các quốc gia này, những chế độ độc tài đều bị lật đổ. Thì tôi trong tất cả các quốc gia bị lật đổ này đó, thì duy nhất cho tới giờ phút này là cái nơi bùng phát của mùa xuân Ả Rập, tức là Tunisia, là cái nơi bây giờ là vững vàng nhất, tức là có một cái xã hội dân chủ mà không có bị nội chiến. Còn tất cả những quốc gia còn lại, từ Syria, Yemen cho tới kể cả Libya, bây giờ cuộc nội chiến đó vẫn còn tiếp tục, tức là 10 năm rồi, hơn 10 năm rồi cuộc nội chiến vẫn còn tiếp diễn. Duy nhất cái nơi bùng nổ là Tunisia. Thì Tunisia bây giờ lại là một xã hội dân chủ và không có bị nội chiến.
Thì trong tất cả các cái quốc gia mà bị cái mùa xuân Ả Rập nó quét qua một bên đó, thì chỉ duy nhất có nơi đó. Còn Ai Cập thì coi như tạm thời là ổn định, nhưng mà Ai Cập phải đối diện với nhóm Hồi giáo có cái tên gọi là Boko Haram. Là nhóm này là một cái nhóm mà đẻ ra từ nhóm mạng lưới Al Qaeda, thì họ vẫn còn quậy một số khu vực ở Ai Cập. Còn Syria với lại Libya là trong suốt 10 năm nay là họ bị đắm chìm trong cái vấn đề gọi là nội chiến. Đó là cái nguồn gốc của mùa xuân Ả Rập, khởi đi là từ trên mạng xã hội, là từ trên Facebook. Lúc đó quý vị biết là ISIS ra đời, tức là lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS ra đời cũng từ trên Facebook luôn. Tại vì sau khi mùa xuân Ả Rập quét qua thì cái chủ nghĩa cực đoan của một số thành phần Hồi giáo hệ phái Sunni, họ lập ra nhà nước Hồi giáo ISIS để mà trả thù và nhắm vào nhóm Hồi giáo Shiite ở tại tại vì Hồi giáo có hai hệ phái Sunni và Shiite. Thì cái hồi giờ họ về hệ phái Hồi giáo Shiite thì nó thống trị nhiều, thì từ lúc đó họ trỗi dậy thành một cái hệ phái Hồi giáo cực đoan của bên Sunni, thì họ mới bắt đầu họ dựng nên nhà nước Hồi giáo là năm 2014. Thì khi mà dựng lên nhà nước Hồi giáo, họ tránh cái vết đổ của Al Qaeda, cho nên là họ sử dụng tối đa mạng xã hội, họ sử dụng tối đa mạng xã hội, cho nên là lúc đó họ chiêu mộ được rất nhiều những kẻ ở Âu Châu, ở Mỹ về bên Trung Đông để tham gia vào cái phong trào Hồi giáo ISIS, cho tới khi họ bị đánh bại hoàn toàn năm 2018. Lúc đó bùng lên đó, họ chiếm một số khu vực ở Iraq, ở Syria để mà họ thành lập cái nhà nước Hồi giáo, nó gọi là Caliphate. Thì sau đó thì đến 2018 thì họ đã bị đánh bại hoàn toàn, tức là những cái chỗ họ chiếm đóng là bị đánh bật ra hết. Rồi bây giờ họ phải trốn vào, họ vẫn hoạt động rất mạnh ở khu vực Trung Đông, nhưng mà họ trốn vào các cái hang động và họ sống lẫn trong dân, chứ họ không có kiểm soát được cái khu vực được nữa. Ngày xưa đó là cái thời 24, 25 là cái thời mà Boko Haram và lực lượng ICU, ISIS đó là nó lan rộng khắp cả Trung Đông và cả Phi Châu lên tới tận Âu Châu. Chỉ duy cái nước Mỹ là nó đỡ hơn một chút xíu thôi, là Mỹ là do cái tính chất gọi là chống khủng bố nhiều, cho nên đó là nước Mỹ đã đỡ hơn rất là nhiều. Còn Âu Châu thời điểm mà ISIS với ISIL mà họ bùng phát đó, là những quốc gia này là mỗi một ngày là phải đối diện với cái nguy cơ bị khủng bố. Do đó thì cái mùa xuân Ả Rập nó khởi đi từ đó, và cũng từ cái mùa xuân Ả Rập này nó mới đẻ ra thêm cái chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của hệ phái Sunni nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, cho tôi rà lại cho tôi lên một cái. Cảm ơn Kelly Nguyễn đóng góp 10 mỹ kim, cảm ơn rất là nhiều. Chú Phong, con thấy chính quyền Biden thổi phồng sắp có chiến tranh thế giới thứ ba, chú nghĩ sao? Cảm ơn chú. Cho tới giờ phút này, ngày hôm qua tôi có loan cái tin là Jake Sullivan, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc, đã lên tiếng. Ông ta bác bỏ cái bản tin của đài truyền hình PBS, nói rằng là ông Vladimir Putin đã quyết định là invade, tức là xâm chiếm Ukraine. Thì sau đó thì ông Sullivan, ông đã bác bỏ cái tin này. Nhưng ông và chính quyền của Joe Biden cảnh cáo công dân Hoa Kỳ là phải rời khỏi Ukraine trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Và thứ hai là Âu Châu bây giờ cũng đã cho triệt thoái tất cả gia đình của các viên chức ngoại giao và kêu gọi công dân của Âu Châu rời khỏi Ukraine rồi. Tức là lần này là họ báo động tới mức gọi là gấp rút rồi. Thì ngày hôm qua tôi có đưa cái tin và tôi có đọc lại cái bài của trên CBS. Thì trong đó họ nói rằng Nga đã có lịch sử tấn công trong cái mùa giải Olympic. Họ nhắc lại cái giải Olympic năm 2008, lúc đó là giải Olympic diễn ra tại Bắc Kinh. Thì lúc đó Nga đã xu quân xâm chiếm trọn Georgia. Trước đó thì họ đánh dập cái nhóm Chechnya, tức là nhóm dân quân Hồi giáo Sen Sen đó. Thì họ đánh bại ở Chechnya rồi. Sau đó họ chiếm luôn Georgia, đúng vào cái năm mà có giải Olympic ở Bắc Kinh. Tới năm 2014 thì lúc đó cũng có giải Olympic, Olympic mùa đông y chang như vậy. Thì năm 2014 Nga lại hỗ trợ đánh chiếm Crimea cũng trong cái mùa giải Olympic luôn. Cho nên bây giờ cái giải Olympic quay trở lại Bắc Kinh sau 14 năm, thì họ đang e ngại rằng là Nga cũng sẽ tấn công trong cái giải Olympic luôn. Đây là những cái mà chúng ta thấy được thôi, thì do đó chính quyền của Joe Biden báo động. Thì tôi không biết cái sự báo động này nó có phải là thổi phồng hay không. Tôi nghĩ rằng có phần thổi phồng. Tôi nghĩ rằng có phần thổi phồng.
Và lần này thì nó sẽ đi tới thật, là có thể đi tới thật, là bởi vì hai ngày hôm qua ngày hôm nay là họ báo động, gọi là kêu gọi công dân rút ra khỏi ra Ukraine rồi, và Âu Châu EU cũng đã đưa cái thông báo chính thức kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine rồi. Có nghĩa là tình hình nó tới mức căng rồi. Thì tôi không biết là thật sự và đài BBS đưa tin có đúng hay không. Họ nói ông Putin đã decide là invade, tức là sẵn sàng, là ông đã quyết định là đánh chiếm Ukraine. Ngay bây giờ thì họ mượn cái danh nghĩa các cuộc tập trận, tức là Putin đang tập trận ở tại Belarus, ở phía bắc của Ukraine, mà cách cái biên giới của Ukraine chỉ có 15 km. Trong khi đó thì là Nga đã đưa 30.000 quân tập trận ở đây. Trong khi đó thì Ukraine cũng đề phòng, thì Ukraine cũng ngay gần biên giới họ cũng mở một cuộc tập trận của Nga với lại Belarus kéo dài 10 ngày. Còn cuộc tập trận của Ukraine thì kéo dài tới ngày 20 tây tháng này, tức là hôm nay 12 tây. Có nghĩa là họ sẽ mượn danh nghĩa tập trận để tấn công thật. Tôi nghĩ là như vậy, thì chưa biết được, nhưng mà bây giờ là ở Belarus là đang có cuộc tập trận giữa quân đội Belarus và Nga, mà cuộc tập trận này Nga đưa tới 30.000 quân để mà tham gia cuộc tập trận này. Có nghĩa là đã có ý định chứ không phải trực tiếp từ nước Nga đánh qua Ukraine, mà cuộc tập trận này đang diễn ra ở tại Belarus và nó cách cái biên giới phía bắc của Ukraine là có 15 km thôi nha. Rồi tiếp tục. Theo phòng Nga có đánh Ukraine không? Tới giờ phút này tôi nói thiệt không ai dám khẳng định điều gì. Chính quyền của Joe Biden đã đưa ra thông báo, EU đã đưa ra thông báo và hai cuộc tập trận đang diễn ra bây giờ. Thì tôi không biết là thật sự cuộc chiến này bùng nổ hay không. Chính bản thân những người trong cuộc còn chưa biết. Chỉ duy nhất, nhưng mà nói chung lần này là cái chủ động trong cái bàn cờ lần này là ông Vladimir Putin và ông Zelensky, tức là ông Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine. Thì cả hai đều cứng hết. Thì bây giờ quyền chủ động nằm trong tay của bên Nga chứ không phải là bên NATO. NATO và chính quyền của Joe Biden đã rơi vào thế bị động, tức là khơi mào chiến tranh bây giờ là Nga, tức là quyền nằm trong tay, quyền khơi đã cái chủ động là do ông Putin. Ông quyết định đánh là đánh, ông quyết định đánh là không đánh. Nhưng mà với cái tình hình từ ngày hôm qua tới giờ, tức là trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, thì tôi đang ngồi tôi sợ là có thể là Putin sẽ đi tới quyết định. Tại vì tôi nghĩ rằng cuộc chiến này nó sẽ giải quyết được nhiều bài toán bế tắc từ gần 30 năm nay không giải quyết được, thì lần này cuộc chiến này có thể giải quyết được nhiều bế tắc cho phía của Nga cũng giống như là cho phía của khối Tây phương. Do đó tôi nghĩ rằng là nhiều phần trăm có thể nó sẽ bùng nổ cuộc chiến nha. Rồi tiếp tục. Tại sao người dân Việt Nam ngày nào cũng nhậu nhẹt ca hát về anh? Bởi vì họ bế tắc, họ không còn cái suy nghĩ, tất cả đều bị cộng sản chi phối hết, cho nên người dân Việt Nam bây giờ rơi vào bế tắc. Mà bị rơi vào bế tắc không biết làm gì thì chỉ có ca hát với ăn nhậu thôi, đơn giản thôi. Còn một cái xã hội mà người ta thấy được cái đường hướng cầu tiến được, phát triển được, thì người ta sẽ bỏ ăn nhậu và bỏ ca hát để người ta tìm cách người ta phát triển. Còn ở một cái xã hội nó bế tắc, nó không phát triển được, và kẻ quyền lực thay là cộng sản cai trị, họ cũng không thay đổi được cộng sản luôn, họ cũng không thay đổi được cái thể chế đó luôn, họ không dám làm luôn, cho nên bây giờ họ rơi vào bế tắc, cho nên họ ăn nhậu và ca hát thôi. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi nha. Rồi có người nào hai quốc tịch không anh Phong? Dạ nhiều lắm, ở Mỹ này rất là nhiều những người hai quốc tịch, họ giống như là ok, ví dụ như là bà xã tôi đi, ok, lúc mà bà nhập quốc tịch Đức thì cái điều kiện triệt buộc của nước Đức muốn nhập quốc tịch Đức là phải nộp cái tờ giấy hủy bỏ quốc tịch cũ. Thì cách đây khoảng nhiều năm thì bà xã tôi khi mà nhập quốc tịch Đức thì bà đã làm giấy hủy cái quốc tịch Việt Nam từ lâu rồi, cho nên bà về quy tắc bà không còn là công dân của Việt Nam nữa. Và khi mà qua Mỹ định cư thì bây giờ bà lại là người dân ở Mỹ, bà vẫn có quốc tịch Đức. Cái chuyện hai quốc tịch nước Mỹ không có cấm, họ không khuyến khích nhưng họ cũng không cấm, cho nên cái chuyện mà những người hai quốc tịch rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục. Những sự kiện vừa qua có phải là tín hiệu của chiến tranh không anh Phong? Thì tất cả đều đưa ra tín hiệu của chiến tranh đó, nhưng mà liệu nó thật sự bùng nổ hay không thì chúng ta chưa biết.
Có điều là tôi nghĩ rằng cuộc tập trận lần này của Nga với Belarus ở phía Bắc là có nghĩa là Nga sẽ tấn công xuống Ukraine từ ở Belarus, chứ không phải là từ trực tiếp từ biên giới của Nga với lại Ukraine, mà từ biên giới của Ukraine và Belarus. Tôi nghĩ là như vậy. Và phía Ukraine thì họ cũng đề phòng và họ cũng đã dồn quân đang tập trận cách biên giới cũng không xa lắm. Họ cũng tập trận cách biên giới của Belarus và Nga không xa lắm. Có nghĩa là cả hai bên đang có cuộc tập trận, cho nên tôi cũng vẫn không biết là bây giờ như thế nào. Trong khi đó EU và ông Biden thì đã lên tiếng cảnh cáo công dân. Thì do nên bây giờ chúng ta cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra nha. Tôi sống ở Moscow, sáng nay thấy phi cơ hạng nặng bay ầm ầm, không biết sắp bắn nhau chưa. Thì bây giờ là tại vì Nga đang tập trận, cho nên việc mà chiến đấu cơ nó bay ầm ầm, thì Nga đã đưa ra các chiến đấu cơ, hình như là đưa 12 chiếc chiến đấu cơ Su-35 tới Belarus để tập trận, và rất nhiều thiết xa và xe tăng. Ngược lại phía Belarus, bên phía của Ukraine cũng đang tập trận và họ dồn rất nhiều những cái hỏa tiễn vác vai, trong đó có một số hỏa tiễn vác vai do Hoa Kỳ cung cấp, họ cũng tập trận luôn, tức là những cái hỏa tiễn vác vai chống tăng, nó gọi là hỏa tiễn chống tăng đó, thì cũng đang tập trận luôn, cho nên mình chưa biết được họ mượn danh nghĩa tập trận để đối đầu với nhau hay là nó là cuộc tập trận đơn giản thì không biết được nha. Rồi tiếp tục. Wow. Ở Hoa Kỳ chính phủ kiểm soát cảnh sát giao thông ăn mãi lộ bằng cách nào vậy anh? Ở Mỹ này không có cái vụ kiểm soát. Ở Mỹ này không có vụ kiểm soát. Cảnh sát có ở mỗi địa phương đều có cảnh sát công lộ. Nó gọi là cảnh sát công lộ, tức là quan sát về và giám sát những người mà lái xe, giống như là thì quý vị tùy thôi, còn cái vấn đề mà giám sát họ là trước khi mà họ dừng xe quý vị lại là họ đều phải báo cho tổng đài, tức là dispatch, là khi mà họ quay đèn lên để họ rượt theo quý vị đó là họ phải dispatch về tổng đài, tức là họ phải gọi về cho tổng đài là họ đang đi theo một cái chiếc xe vi phạm luật giao thông. Tại vì khi trên đường đó là họ họ phải cảm thấy rằng, nếu như họ cảm thấy rằng là nguy hiểm, họ yêu cầu bên phía dispatch là phải cho back up, tức là cho thêm người tới. Còn nếu như mà không thì họ tới một mình cũng được, nếu mà họ cảm thấy là ok, vi phạm luật giao thông thôi, thì tất cả đều được report về bên phía của tổng đài. Cho nên là tổng đài họ chặn một chiếc xe là tổng đài biết ngay. Và khi tổng đài biết thì họ phải làm theo cái luật lệ. Thì có đa số 90% là họ cho ticket để quý vị ra tòa tự cãi trong tòa. Họ cho cái ticket, tức là giấy phạt, nó là giấy phạt nhưng mà thật sự họ không có tiền 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 bạc gì trong giấy phạt hết, họ chỉ cho quý vị cái giấy, rồi 10 ngày sau đó tòa sẽ gửi về cho quý vị một cái tờ giấy để quý vị ra tòa. Một là quý vị ra tòa để quý vị cãi, còn hai là quý vị phải đóng số tiền phạt trực tiếp cho tòa án, không dính dáng tới cảnh sát giao thông, ở với là cảnh sát công lộ. Ok, còn mà 10% còn lại đó là somehow bữa đó ông cảnh sát ông vui vẻ hay cái gì đó, cái ông tha, ông cho cái giấy cảnh cáo thôi, tức là cái giấy warning thôi thì không bị phạt. Nhưng mà cái phần trăm này ít lắm, cái phần trăm này rất là ít, mà đa số 90% 95% là cho giấy phạt hết. Tôi là cái năm mà tôi đi rally cho ông Trump 2020 đó, là tôi lái xe xuyên bang đó, là quý vị biết là lúc mà ở Oklahoma thì lúc đó mình lái xe mình cái đầu mình đang suy nghĩ đó, mình không có để ý cái mic á, quý vị biết là tôi chấn lên tới gần 90 dặm một giờ mà mình không biết, cho tới lúc ông cảnh sát ông quay đèn một cái mới giật mình. Nhưng mà cuối cùng thì ông cảnh sát ông thấy cái bảng số của tôi là California, là ông biết ồ những người này là đi từ xuyên bang, cho nên ông châm trước, ông cho tôi cái giấy cảnh cáo thôi, ông cho tôi một cái giấy cảnh cáo là không có phải là giấy phạt. Thì tùy theo cảnh sát, nhưng mà đa số cảnh sát bên Mỹ là như vậy, hệ thống giám sát của họ là dispatch, tức là tổng đài, khi mà họ quay đèn quý vị và chiếc xe họ quay đèn rồi đó là họ họ liên lạc trực tiếp về tổng đài. Đó là cái cách giám sát, và tổng đài là cái nơi giám sát, tại vì lúc đó tất cả mọi thứ đều on, những gì mà cảnh sát nói chuyện với quý vị tổng đài nghe hết. Rồi bây giờ thêm cái màn gọi là bắt cảnh sát phải gắn camera ở trên người nữa, tức là cái camera gắn trên người bây giờ đang
Mặc dù là trên toàn quốc chưa có đủ hết, nhưng mà có nhiều nơi đã gắn camera rồi. Là cảnh sát khi chặn quý vị lại là hình ảnh đó nó gửi thẳng về tổng đài luôn. Cho nên á, nó khó, cảnh sát giao thông ở đây á không có tham nhũng được. Và cũng không tham nhũng được bao nhiêu hết. Nhưng mà có điều là gì? Họ canh me hay lắm quý vị, họ núp ở chỗ nào quý vị không biết đâu, chạy lố mai một cái là dính liền. Cái đó là cũng không cái gì cảnh sát gì ở Việt Nam đó, họ núp họ đậu xe ở cái chỗ khuất quý vị không thấy, đến lúc mà xe mình dọt qua một cái rồi đó thì trời ơi đất hỡi, lúc đó họ họ đưa cái súng bắn mai ra một cái là coi như quý vị thua nha. Ok rồi, tiếp tục. Anh Phong cho em hỏi việc vẽ lại bản đồ liên bang của Hoa Kỳ ảnh hưởng nhiều đến bầu cử giữa mùa và giáp. Ảnh hưởng rất lớn, tại vì 10 năm vẽ lại bản đồ tranh cử một lần thì do cái cuộc tranh đấu giữa hai bên để làm sao có sự công bằng cho các cái địa hạt để tranh cử. Ví dụ như vừa rồi mà tôi có tranh đấu đó thì cái điều may mắn là cuối cùng chúng ta giành được cái lý đô Sài Gòn, gồm có trọn thành phố Westminster, hơn phân nửa thành phố Garden Grove, rồi chọn hơn phân nửa của thành phố Fountain Valley, rồi một phần của thành phố Santa Ana là thuộc về một district. Có nghĩa là bây giờ thì cái district đó là nằm trong tay của bà Michelle Steele, là đơn vị 48, tức là 48. Thì mai này nếu như mà bà Steele bà không làm nữa, hoặc là trong đảng Cộng Hòa có một người gốc Việt ra tranh cử với bà, thì chúng ta vẫn có cơ hội ở trên liên bang. Và nó ảnh hưởng rất lớn, là bởi vì năm nay đặc biệt nó ảnh hưởng nữa là bởi vì năm nay có một số tiểu bang tăng ghế, có một số tiểu bang giảm ghế. Ví dụ như California, là thường thường California là có 453 ghế hạ viện, hai ghế của thượng nghị sĩ. Nhưng bởi vì cái dân số California nó bị giảm sau cái cuộc thống kê vừa rồi thì California mất đi một ghế, thì California chỉ còn có 52 ghế mà thôi. Ngược lại tiểu bang Texas bình thường họ có 36 ghế ở hạ viện và hai ghế ở thượng viện, tức là 38 đại cử cử tri đoàn đó, thì năm nay Texas tăng thêm một ghế là bởi vì dân về đông hơn. Nó liên hệ tới cái census, tức là thống kê 10 năm thì thống kê một lần, sau thống kê là vẽ lại bản đồ tranh cử. Và khi vẽ lại như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu của người dân. Ví dụ như năm nay tôi bầu được cho bà Steele, nhưng mà lỡ nhưng mà nó chia ra một cái là thay vì 48 bây giờ cái nhà của tôi thành 47, thì tôi phải bầu cho cái người dân biểu của địa hạt 47 chứ không phải 48 nữa. Nếu bị chia ra nó ảnh hưởng rất lớn cho cái cuộc bầu cử trên toàn quốc luôn. Ok rồi, nhiều người hỏi ủa tại sao gọi là cử tri đoàn, nó căn cứ trên cái gì? Thì hôm trước cái hồi mà bầu cử tôi có giải thích, nó căn cứ trên cái số ghế ở quốc hội, nhưng không phải những người đó là đại cử tri, họ chỉ là dân biểu đại diện thôi. Ví dụ như ở California có năm lúc trước là 53 ghế ở hạ viện, hai ghế ở thượng viện là 55, cho nên chúng ta gọi là 55 cử tri đoàn. Còn như bây giờ California thì còn lại có 54 thôi, là bị mất một ghế rồi. Thì đây là cái cách mà chia cử tri đoàn. Thì nhiều người hỏi ủa tại sao ở ở xứ khác người ta bầu tổng thống, người ta bầu trực tiếp luôn, mà ở Mỹ này phải bầu theo cử tri đoàn và đại cử tri? Là bởi vì đó là cái sự công bằng giữa các tiểu bang. Ví dụ như cái tiểu bang Maine nó nhỏ xíu à, nó có 1 triệu mấy dân thôi, trong khi cái tiểu bang California đó nó tới gần 40 triệu dân, 38 triệu dân. Nếu mà bỏ phiếu theo cái kiểu mà đã phổ thông đầu phiếu thì á, thứ nhất là những cái tiểu bang lớn như vậy á họ chiếm hết lợi thế rồi, những tiểu bang nhỏ sẽ không bao giờ có cơ hội. Một bên là 1 triệu mấy, một bên là gần 40 triệu, thì quý vị cái lố cái khối phiếu của cái tiểu bang này nó áp đảo luôn cái khối phiếu của tiểu bang nhỏ luôn. Do đó bầu theo cử tri đoàn là để giành sự công bằng giữa các tiểu bang dân số khác nhau, mà chỉ có nước Mỹ mới có cái hệ thống này thôi. Và do những quốc phụ lúc trước là họ họ phải là tranh cãi dữ lắm họ mới create ra, tức là họ mới từ những cái tranh cãi đó họ mới sáng tạo ra được cái hệ thống cử tri đoàn. Còn những quốc gia khác quý vị thấy là họ đầu phiếu trực tiếp, tại vì họ không có phân cái vùng giống như nước Mỹ. Nước Mỹ là giống như tôi đã nói ngay từ đầu là một cái hệ thống độc lập, tiểu bang độc lập với liên bang, chỉ trừ những cái chính sách về đối ngoại là thuộc quyền của liên bang, hay là một số những cái luật lệ là thuộc quyền của liên bang. Còn hầu hết các tiểu bang đều có luật lệ riêng của họ, và họ quản lý độc lập luôn.
Thì cho nên tại sao ông thống đốc tiểu bang giống như một ông tiểu vương, còn ông tổng thống thì giống như ông hoàng đế, là bao trùm hết. Cho nên chính vì vậy mỗi tiểu bang nó có cái luật lệ riêng và nó có tinh thần độc lập như vậy. Chính vì điều này mà khi mà để làm cái hệ thống bầu cử trên toàn quốc nó rất là khó khăn. Những tiểu bang nhỏ ít ghế thì họ bị kẹt. Cho nên cuối cùng quý vị thấy quyết định bầu cử không phải những tiểu bang lớn. Quyết định bầu cử mà thắng thua là ở những tiểu bang nhỏ không. Họ có vài cử tri đoàn thôi. Mà họ quy định lại là 270 cái cử tri đoàn, tại vì chúng ta có tổng cộng là 435 ghế tại Hạ viện, 100 ghế ở tại Thượng viện, là coi như là 535 ghế, cộng thêm 3 ghế đặc biệt ở Washington DC là 538 ghế, tức là 538 cử tri đoàn. Thì ai mà trên 270, tức là hơn phân nửa đó, thì thắng. Cho nên tại sao phải gọi là 270 cử tri đoàn? Nếu mà ai đạt trên 270 cử tri đoàn, người đó thắng. Thì quý vị, do đó những tiểu bang lớn như New York, Texas hay là ở California nó bị định hình rồi. Ví dụ như 54, 55 cử tri đoàn của California gần như năm nào nó cũng nằm trong tay của bên phía dân chủ hết. Rồi bên Texas thì nằm trong tay của Cộng hòa. Rồi á, bây giờ Florida bây giờ chuyển sang Red luôn. Tức là khối cử tri đoàn của Florida cũng nằm trong tay của Đảng Cộng hòa luôn. Ngược lại New York hay là New Jersey hay là California, Washington, Texas, Oregon, những tiểu bang này là Blue State. Cho nên cuối cùng bầu cử nói là bầu cử nhưng mà tiểu bang nào nó cũng đã bỏ phiếu cho đảng họ hết rồi. Cuối cùng á tranh nhau là những tiểu bang nhỏ. 7 8 cái tiểu bang nó gọi là chiến lược đó, những tiểu bang chiến lược là những tiểu bang đó quyết định ai ngồi tại ghế tổng thống. Cho nên tại sao quý vị thấy những người đi tranh cử tổng thống luôn tới những tiểu bang đó. Những tiểu bang như là Ohio nè, Iowa nè, Pennsylvania nè, Wisconsin nè, là những tiểu bang này thường xuyên có sự thay đổi lá phiếu. Thường xuyên có sự thay đổi tại cái khối phiếu ở đây, cái khối cử tri đoàn ở đây, phải lấy hết được những cái khối cử tri đoàn ở đây thì mới đủ 270 cử tri đoàn để thắng cử. Do đó, cái khối cách chia cử tri đoàn là để cho công bằng giữa các tiểu bang và thứ hai là công bằng cho các tiểu bang nhỏ. Cho nên cuối cùng quý vị, mỗi lần bầu cử là những tiểu bang nhỏ được nói nhiều nhất. Họ được nhắc nhở nhiều nhất tại vì những tiểu bang đó là những tiểu bang gọi là swing state, tức là những tiểu bang quyết định ai thắng ai bại. Tức là dân chủ cộng hòa ngang ngang nhau như này. Thì bây giờ ai chiếm được cái khúc này là người nó hơn khúc là thắng. Cho nên tại sao mà cái hệ thống cử tri đoàn này á là nó tồn tại bao nhiêu năm rồi. Và không ai thay đổi được nó hết. Tại vì nó là một cái hệ thống rất công bằng. Rất công bằng cho mọi nơi. Đó quý vị thấy bà Hillary thì là ở New York. Nhưng mà lúc mà ông chồng bà tranh cử thì ông chồng bà lại là ở Arkansas. Là thống đốc của Arkansas, cái tiểu bang rất nhỏ. Rồi ông Bush là tiểu bang lớn là California là ở Texas, trong khi Obama thì lại ở ở Chicago, Illinois. Rồi ông Reagan thì lại từ California, tức là bất kỳ một ai ở tiểu bang nào cũng có cơ hội thắng cử. Chứ không phải là chỉ có Texas với California là hai cái tiểu bang lớn, lúc nào cũng tổng thống ở hai tiểu bang này hết. Nếu mà không có cử tri đoàn thì tôi bảo đảm với quý vị, hai tiểu bang này nó chiếm phiếu hết và những ứng cử viên ở hai tiểu bang này đều thắng phiếu hết. Những ứng cử viên của hai tiểu bang này đều thắng phiếu hết. Đó kỳ này quý vị thấy ông Joe Biden từ tiểu bang Delaware, một tiểu bang rất là nhỏ, vẫn có cơ hội làm tổng thống. Đó là cái sự công bằng của hệ thống cử tri đoàn là như vậy. Còn nếu như mà chơi theo cái kiểu gọi là phổ thông đầu phiếu đó, tức là dân bầu trực tiếp tổng thống đó, thì tôi nói với quý vị, tôi bảo đảm với quý vị luôn là tất cả các ứng cử viên của tiểu bang nhỏ sẽ không có cơ hội thắng cử. Đó là lý do. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Nếu chiến tranh Ukraine và Nga diễn ra, Hoa Kỳ có tham chiến không chú? Vì con thấy chính quyền Biden chỉ làm công tác huấn luyện quân sự nên số lượng quân sự đem qua rất ít hiện nay đưa qua Ba Lan. Trên nguyên tắc thì Hoa Kỳ đang khai triển là có 3.000 quân.
Nhưng mà ngày hôm qua ông Lloyd Austin ông đã nói rằng là chúng tôi đang có 80.000 quân tại Âu Châu. Tức là Hoa Kỳ đang có 80.000 binh sĩ trú đóng tại các quốc gia ở Âu Châu. Có thể điều động. Có nghĩa 3.000 quân mà được khai triển qua bên khu vực phía đông của Âu Châu, trong đó gồm có Đức, có Ba Lan và có Romania, là ba quốc gia mà Hoa Kỳ đã khai triển một số lực lượng quân quân đội của họ từ ở bên đây qua bên đó. Nhưng hiện nay trên Âu Châu thì hôm qua ông Lloyd Austin có nói là chúng tôi có 80.000 binh sĩ đang trú đóng ở tại Âu Châu và sẵn sàng trong cái tư thế được điều phối tới khu vực nào mà được xem là nguy hiểm. Có nghĩa là Hoa Kỳ có thể tham chiến trực tiếp chứ không phải không? Lời nói này của Lloyd Austin có nghĩa là tại vì nếu mà bảo vệ cho Ukraine là Ukraine phải tự, tại vì Ukraine không nằm trong liên minh NATO. NATO không có trách nhiệm bảo vệ cho Ukraine về mặt về nguyên tắc, nhưng bởi vì Ukraine là một quốc gia có một cái nền giá trị chung với lại phía của các quốc gia trong NATO, và Ukraine đang là một thành viên, tôi gọi là một thành viên đang xin nộp đơn vào NATO. Thì trong lúc mà nộp đơn xin vào NATO thì NATO có quyền hỗ trợ cho quốc gia đó về mặt quân sự. Tại vì nếu mà lá đơn nó chưa biết được duyệt như thế nào, nhưng mà họ đã nộp đơn xin vào NATO rồi thì có nghĩa là NATO phải có trách nhiệm với quốc gia đó một phần nào. Nhưng về quy tắc thì NATO chỉ bảo vệ cho những quốc gia thành viên mà thôi. Nhưng bởi vì cái vị trí của Ukraine nó khá là cái vị trí gọi là khá quan trọng trong cái chiến lược quân sự, quân bình quân sự ở tại Âu Châu. Cho nên bây giờ Ukraine trở thành cái vùng đất rất là nóng. Cái cán cân quân sự của Nga và NATO nó sẽ chênh lệch ở cái khu vực của Ukraine. Do đó là trách nhiệm bảo vệ cho Ukraine có thể xảy ra, tức là NATO có thể đưa quân tiếp trợ trực tiếp cho Ukraine. Nha, ok. Rồi tiếp tục Super Bowl ngày mai giờ đánh con cọp nha bà con, chưa biết nhưng mà có điều là ngày mai là Super Bowl diễn ra tại LA, Los Angeles, thì chưa biết sao. Tôi thì tôi về tới Texas rồi. Ngày mai chưa biết là cái Super Bowl đó như thế nào ở tại Los Angeles, nhưng có điều là chắc chắn là cái cầu trường sẽ không đầy. Bởi vì cái tình trạng của California là bị giới hạn về vấn đề đại dịch. Và thứ hai nữa là đang có sự đe dọa cuộc biểu tình của các tài xế xe tức ở Hoa Kỳ nhắm vào giải Super Bowl. Cho nên cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới cái giải Super Bowl ngày mai. Và thứ ba là mấy năm nay tất cả các giải thể thao đều bị rớt rating hết, kể cả Super Bowl luôn. Đều bị cái rating của họ rớt xuống rất là thấp. Thì chưa biết năm nay như thế nào nha. Rồi tiếp tục. Ok. Tại sao Gavin Newsom thống đốc California tuyên bố trấn áp tội phạm trộm cắp phải chăng lấy lòng dân bầu cử? Trấn áp có con khỉ tù nhân nó còn thả ra thì trấn áp có con khỉ gì? Mà tại vì cái chỗ mà tội phạm nhiều nhất là nằm ở cái thành trì của đảng Dân Chủ. California thì Bắc California là thành trì của đảng Dân Chủ. Bây giờ tội phạm ở đó cao nhất nước luôn. Và chơi những cái trò gọi là hôi của đó. Ông ta tuyên bố thì tuyên bố chứ ông ta trấn áp cái con khỉ gì? Ông ta còn thả tù trong cái mùa đại dịch nữa. Cho nên đừng có tin lời Gavin Newsom nha. Tại sao Russia muốn lấy Ukraine viễn phong? Đơn giản thôi, tại vì Nga đang muốn tạo một cái vòng đai an ninh cho nước Nga. Tức là bây giờ quý vị thấy ở trên là những quốc gia vùng Baltic, trong đó có Estonia, có Latvia và có Lithuania. Ở dưới là có Belarus, xuống nữa là Ukraine. Thì Nga muốn tạo một cái vòng đai này, là cách cái lực lượng NATO phải cắt nước Nga một cái dòng vòng đai của các quốc gia này, thì giống như là một dòng sông, cho nó dễ, hai bên bờ cách nhau phải có một dòng sông. Chứ bây giờ lấn tới sát biên giới của Nga thì Nga thấy nguy hiểm. Do đó Nga muốn không phải là chiếm Ukraine bằng cái cách gọi là biến nó thành lãnh thổ của mình, nhưng mà Nga có thể điều khiển Ukraine giống như Nga điều khiển Belarus, để họ tạo một cái vòng đai bảo vệ cho cái lãnh thổ của họ. Đó là cái tôi nhìn thấy được từ cái ý định của ông Putin. Còn cái khát vọng thầm kín của ông có muốn lấy lại Ukraine và Belarus giống như là Georgia và Chechnya hay không thì tôi không biết. Tức là ông muốn đi thu hồi lại những mảnh đất từng nằm trong cựu Liên bang Xô Viết ngày xưa. Thì Georgia và Chechnya đã bị ông lấy hết rồi, xóa sổ rồi.
Thì bây giờ Ukraine tôi không biết ông có ý định này không, nhưng nó là cái vòng đai an ninh của nước Nga. Ok. Rồi tiếp tục. Em mới xem Houston phần 2 của anh, Cộng sản theo Trung Quốc thì ăn rau muống, theo Mỹ thì được bò giác vàng. Đang suy nghĩ. Thì tôi nói quý vị, cái cục thế bây giờ nó sẽ đẩy các quốc gia ở thế là không có ăn cơm hai nhà được nữa, kể cả Cộng sản Việt Nam. Nhiều năm nay Cộng sản Việt Nam đu dây để trục lợi giữa các cường quốc. Thì bây giờ cái cục thế bây giờ nó đẩy tới là không còn đu dây được nữa. Tôi đã nói quý vị, khi đẩy qua thế giới lưỡng cực, anh không đứng giữa được nữa. Còn ngay trong 30 năm nay, nó có cái vùng màu xám ở giữa màu trắng và màu đen. Cho nên đó, nhiều quốc gia độc tài như là Cộng sản Việt Nam, xã hội chủ nghĩa đó, nó ngồi ở giữa, nó ăn cơm hai nhà. Cái vùng màu xám đó là cái vùng nguy hiểm. Bây giờ cái cuộc đối đầu giữa Nga và khối Tây Phương, cuộc đối đầu của Trung Quốc với Hoa Kỳ và các đồng minh ở Á Châu, nó sẽ đẩy thế giới vào lưỡng cực. Thì khi đẩy thế giới vào lưỡng cực thì anh phải chọn, một là anh chọn ăn rau muống với lại Nga, hai là anh chọn ăn bò giác vàng với Mỹ. Đơn giản thôi, không còn đu dây được nữa. Đó là cái cục thế bây giờ nó là như vậy. Cho nên cái Houston nhật ký của tôi phân tích cho quý vị thấy là chính Singapore bây giờ cũng họ phải nhả Trung Quốc. Lý Hiển Long là một người đã từng lên tiếng hồi cách đây 1 năm 2 năm, kêu gọi Hoa Kỳ đừng có ép các quốc gia phải chọn một phía, là Lý Hiển Long thủ tướng của Singapore. Nhưng tới ngày hôm nay ông ngậm miệng luôn, tại vì ông đã nhìn rõ cục thế là bây giờ đã có vùng trắng và vùng đen chứ không còn vùng màu xám nữa. Cho nên cuối cùng bây giờ Singapore phải chọn cái thế là đứng về phía trắng, tức là đứng về phía của Hoa Kỳ và đồng minh, chứ không đứng về phía đen được nữa. Cho nên Singapore bây giờ im lặng. Rồi Indonesia bây giờ là phải tăng cường hệ thống quốc phòng của họ. Đó, quý vị thấy hôm trước thì họ mua 14 tỷ F-15 của Hoa Kỳ. Ngày hôm qua họ lại bỏ thêm 8 tỷ mốt để mua các cái chiến đấu cơ Rafale của Pháp nữa. Là tức là họ chọn cái thái độ về quốc phòng rất là rõ ràng. Họ chọn cái thái độ về quốc phòng rất là rõ ràng là họ sẽ phải đứng một phía. Cộng sản Việt Nam xưa nay đu dây, tức là quyền lực chính trị thì đi theo Trung Quốc, phát triển kinh tế thì associate với Mỹ. Nhưng mà cục thế bây giờ đẩy tới Cộng sản Việt Nam sẽ không còn đứng ở giữa để mà đu dây được nữa. Tại vì bây giờ nó chia lại lưỡng cực. Mà chia lại lưỡng cực thì quý vị phải đứng một bên thôi. Không có anh nào đứng giữa được hết. Kể cả những quốc gia xưa nay mang tiếng là trung lập. Kể cả Ấn Độ, kể cả Thụy Sĩ là hai quốc gia xưa nay từ đại nhị thế chiến bây giờ họ xem là những quốc gia trung lập đó. Nhưng bây giờ họ cũng phải thét sai. Thụy Sĩ là chắc chắn đứng về khối Tây Phương rồi. Và bây giờ tới phiên Ấn Độ cũng phải đứng về phía khối Tây Phương, đối đầu với Trung Quốc. Cho nên tôi nói quý vị, lần này chia lại thế giới lưỡng cực là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Có phải Cộng sản Việt Nam thả game dạy để giải trí cho giới trẻ Việt Nam không quan tâm đến chính trị cai trị không ạ? No, game thì nước nào cũng có cả. Game thì cái cả ở Mỹ cũng có vậy. Nhưng mà tại sao giới trẻ ở Mỹ vừa chơi game mà vừa quan tâm chính trị? Mỹ này dân game thủ ở Việt Nam làm sao bằng game thủ ở Mỹ? Dân số Việt Nam chưa khoảng chừng 100 triệu, dân số Mỹ 330 triệu. Thì hết hơn phân nửa là game thủ rồi đó. Nhưng tại sao người ta vẫn chơi game mà vẫn quan tâm chính trị? Nói tôi nghe đi. Vấn đề ở chỗ là cái hệ thống tẩy não trong học bộ giáo dục, cái hệ thống giáo dục cộng sản nó không muốn những người trẻ tham gia chính trị. Cho nên nó tẩy não từ lúc mới đẻ ra đi học tiểu học tới bây giờ rồi. Cho nên cái giới trẻ Việt Nam đó nó đã quen với cái thói quen là không muốn nghĩ tới chính trị rồi. Chứ không thật đâu, phải game là cái đầu dây mối vợ là làm cho giới trẻ không quan tâm chính trị đâu. Mà nó đang chui rút trong cái game để nó tránh né những vấn đề chính trị. Nhất là những đứa mà càng lên net nhiều, càng lên TikTok nhiều, càng lên Facebook nhiều thì nó càng chui vào game nhiều. Là bởi vì chỗ đó là chỗ an toàn nhất của nó. Nha, ok. Rồi. Anh Phong cho hỏi khi phỏng vấn Mỹ Diện đoàn tụ gia đình có khó không vậy anh? Đoàn tụ gia đình nhưng mà đoàn tụ như thế nào?
cha mẹ bảo lãnh con cái bảo lãnh cha mẹ, hay là anh chị em bảo lãnh cho nhau, hay vợ chồng bảo lãnh cho nhau. Nó tùy theo cái diện gia đình. Nếu mà vợ chồng thì rất là nhanh, trong vòng 1 năm là có mặt tại Mỹ. Nhưng phỏng vấn vợ chồng lại là khó nhất. Phải chứng minh được đó là một cái cuộc hôn nhân thật sự, chứ không phải là cuộc hôn nhân giả. Ngược lại, cha mẹ bảo lãnh con cái bảo lãnh cha mẹ thì phỏng vấn rất là dễ, chỉ có giấy tờ khai sinh chứng minh này nọ thôi, không có cần phải chứng minh nhiều. Nhưng bù lại thì cha mẹ bảo lãnh cho con cái hay con cái bảo lãnh cho cha mẹ là thời gian là 10 mấy 20 năm. Còn bây giờ là coi như anh em bảo lãnh cho nhau là khó lắm. Từ dưới thời ông Trump là đã bỏ cái chuyện anh em bảo lãnh cho nhau rồi, tức là anh em không thể bảo lãnh cho nhau được nữa. Nhưng mà bây giờ có bảo lãnh cho nhau đi nữa, mà bây giờ dưới thời của Joe Biden có xả ra đi nữa thì nó cũng mất quý vị là cost quý vị khoảng 20 năm. Nó sẽ làm cho quý vị mất khoảng 20 năm mới tới hồ sơ của quý vị nha. Rồi tiếp tục. Luật di trú Hoa Kỳ tại Việt Nam cho gia hạn visa du lịch trong vòng 48 tháng. Vậy tại sao gia hạn năm ngoái du lịch không đi mà năm nay lại không được? Ai nói là cho 48 tháng 48 tháng vậy? Nước Mỹ chưa bao giờ cấp cho ai một cái visa du lịch nào mà tới 4 năm. Cái đó là tin tầm bậy tầm bạ. Chiếu kháng du lịch, tòa đại sứ hay lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Việt Nam thì họ chỉ cho tối đa là 12 tháng. Và nhưng mà khi bước vào phi trường là của Mỹ, phi trường Los Angeles hay là phi trường San Francisco đó, thì hải quan ở đây đóng một cái dấu và cấp cho quý vị một cái giấy gọi là I-94 đó, là chỉ có tối đa là 6 tháng thôi. Nhưng mà 6 tháng đó là tối đa, chứ không phải là quý vị ở lì 6 tháng. Trong vòng 6 tháng đó quý vị bay ra bay vô nước Mỹ thì không sao. Ok, mà quý vị ở lì hết 6 tháng ở nước Mỹ thì họ vẫn để cho quý vị ở, thậm chí quý vị xin gia hạn thêm 6 tháng nữa họ vẫn cho. Nhưng khi quý vị bay ra khỏi nước Mỹ rồi, quý vị quay trở lại năm tới năm kia gì quý vị quay trở lại, họ từ chối visa. Nước Mỹ này chỉ cấp chiếu kháng cho đi du lịch là chỉ có 12 tháng mà thôi. Không có tổng lãnh sự và đại sứ quán nào mà cho tới 48 tháng 4 năm cả. Duy nhất chỉ có cái trường hợp của Obama là cấp cái chiếu kháng du học cho du học sinh, chỉ có Trung Quốc thôi là họ được cái chiếu kháng 5 năm, là để họ hoàn tất cái chương trình đại học luôn, không cần phải mỗi năm renew. Nhưng mà dưới thời của ông Trump đã hủy bỏ hoàn toàn hết. Tất cả các sinh viên nước ngoài dù tới Mỹ du học thì cũng chỉ có 12 tháng, rồi sau đó phải nộp bảng điểm, phải chứng minh tất cả mọi thứ lên để xin renew, tức là xin tái gia hạn cái visa đó. Rồi khách du lịch ở nước ngoài vô nước Mỹ này cũng phải tối đa là có 12 tháng thôi. Ở đâu ra mà 48 tháng vậy? Tin ở đâu ra mà nói tầm bậy vậy nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong không phải thiếu xăng đâu, tụi nó chờ lên giá, hôm nay tất cả cây xăng bán lại hết rồi. Thì nó bị ép bởi Bộ Công Thương. Bộ Công Thương đòi đe dọa là rút giấy phép cho nên nó bán lại, nhưng mà nó bán lại nó sẽ lỗ. Tại vì cái bồn xăng nó đang ở cái giá này. Bây giờ nó bán hết ra thì ngày mai nó nhập cái bồn xăng mới. Vì cái bồn xăng mới này cái giá không còn cái giá giống như nó bán nữa. Đây là cái cách Bộ Công Thương dùng để trấn an. Bây giờ quý vị tin tôi đi, nếu như cuộc chiến ở Ukraine mà bùng nổ thì giá xăng Việt Nam sẽ lên cao hơn nữa. Bây giờ mới lên có 1.000 đồng thôi, nhưng mà khi mà chiến tranh bùng nổ ở Ukraine là giá xăng ở Việt Nam sẽ cao gấp mấy lần nữa. Tại vì Việt Nam là cái nơi nhập cảng chủ yếu xăng là từ Ukraine và từ Nga. Phía Hoa Kỳ chỉ có 30-35% thôi, mà Hoa Kỳ là cái nước vô sâu nữa, 30 tới 35% thôi. Còn đa số xăng của Việt Nam là nhập cảng từ những quốc gia này hết. Ok. Rồi tiếp tục. Cái vụ xăng dầu này cũng là tập đoàn chính trị Cộng sản Việt Nam mà thôi, thì nó nằm ở dưới quyền của Petro Việt Nam, thì là của Bộ Chính trị. Nhưng mà Petro Việt Nam thì nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là khai thác dầu dầu thô, và phần thứ hai là nhập cảng xăng để bán lại cho các cái công ty tư nhân nhỏ về kinh doanh về ngành xăng. Nhưng mà họ sẽ lấy trực tiếp từ những cái nguồn chính đứng ra nhập cảng xăng là Petro Việt Nam.
rồi từ Petro Việt Nam nó mới gửi qua những cái công ty con kế tiếp, rồi từ những công ty con nó mới gửi xuống những công ty con nữa, rồi những công ty con đó nó mới cung cấp cho những cây xăng, tức là nó qua 4 5 tầng. Nó qua 4 5 tầng thì hầu hết là họ nhập cảng từ phía Nga và phía Ukraine. Phía Hoa Kỳ chỉ giờ mấy cây xăng của Hoa Kỳ á, với lại Anh á là khoảng chừng 30 đến 32% thôi. Còn đa số 60%, 65% là của Nga với của Ukraine. Cho nên lần này á là cái vụ xăng dầu nó tung ra là để trấn an dân chúng thôi. Nếu vài bữa nữa mấy bồn xăng nó cạn, nó cho đổ hết á. Được mấy ngày bồn xăng cạn nó không nhập nữa. Nó nói hết tiền là nhập lỗ. Tại vì bây giờ nó trữ xăng lại, nó để dành. Nó trữ xăng lại nó để dành. Thì bây giờ Bộ Công Thương không cho nó để dành, bắt nó phải xả xăng ra bán hết. Mày muốn thì ngày mai mày mua xăng khác vô. Thì bây giờ họ chơi cái trò thứ hai là họ sẽ bán hết xăng rồi họ không nhập nữa. Tức là những cây xăng con nó phủi tay hết xăng rồi. Vô coi bộn đi. Bây giờ tôi không có tiền mua xăng nữa. Bây giờ tôi phải chờ qua thời gian tới. Tức là Bộ Công Thương cái này chơi không lại mấy cây xăng đâu. Mấy cây xăng con là mấy cây xăng bán lẻ trực tiếp. Thì bây giờ nó bị Bộ Công Thương ép tới. Thì bắt buộc họ, tại vì không bán xăng, có xăng mà không bán sẽ bị rút giấy phép. Nó đe dọa là nó rút giấy phép mà. Cho nên bây giờ mấy cây xăng phải bán thôi. Nhưng mà bán được mấy ngày hết bồn xăng đó rồi, họ nói tôi không còn tiền để tôi nhập xăng nữa. Làm gì nhau? Lúc đó Bộ Công Thương làm gì được? Nó ê, tại sao bạn mua xăng máy cho dân? Tiền đâu mua? Họ nói tiền đâu mua? Làm gì nhau? Chứ đừng nghĩ rằng là mấy ngày nay có xăng lại bán lại là trấn an được được vài ngày thôi. Cái đám buôn xăng này hả quý vị, nó mất lợi tức rất là nhiều. Tại vì sao? Xăng giả, xăng lậu nó trộn với xăng thật. Xưa nay nó bán cho quý vị hầu hết cây xăng ở Việt Nam tên nào có lương tâm thì 70 30, tức là 70% xăng thiệt, 30% xăng giả pha vô. Còn những cái thằng nào mà vô lương tâm nó chơi 50 50 hay là chơi 73 theo kiểu mà 70% xăng giả, 30% xăng thiệt để là chạy thời gian là nó hư xe của bị luôn đó. Thì nó lời là nhờ cái này. Bây giờ cộng sản ộp ổ nguyên cái hệ thống gọi là buôn xăng lậu, xăng giả. Thì cái mấy cây xăng nó đâu còn lời nữa. Tại bán theo cái giá mà cộng sản đưa ra, tại vì mấy cây xăng đó là cộng sản kềm chế giá. Nó không giống như bên Mỹ. Tức là mặc dù là cây xăng tư nhân nhưng phải bán với cái giá do cộng sản quy định. Chứ nó không được phép tăng giá tự ý. Nên cho nên đó quý vị, là bây giờ nó nói, ủa vậy tôi lỗ. Lúc trước nó lời là nhờ xăng giả. Bây giờ không còn xăng giả bán nữa. Không còn xăng giả trộn vô nữa thì phải bán xăng thật. Mà 1 lít xăng thật nó bán ra lỗ. Ở bên Mỹ này, ví dụ tại sao California xăng mắc, Texas xăng rẻ. Mỗi khu vực giá cả xăng nó khác nhau, bởi vì tiền thuê chỗ, tiền nhân viên, tất cả mọi thứ nó khác nhau. Cho nên giá xăng nó khác nhau. Và cái đó là theo cái nhu cầu của thị trường. Ông chính phủ không có xen vào được đó. Joe Biden ngồi bất lực ngó giá xăng lên mà không làm gì được hết. Ông ta ngồi ngó bất lực thôi. Không, ông ta không làm gì được cho vấn đề giá xăng xuống hết. Ông ta đâu có thể bóp bắt ký giống như cộng sản. Còn cộng sản nó kiểm soát giá xăng. Những cái cây xăng đó nó bán là nó bán theo cái giá quy định của cộng sản chứ nó không thể bán cao hơn. Đó là problem. Đó chính là vấn đề. Do đó bây giờ mấy cây xăng nó chơi trò đó thì quý vị chịu thôi. Nói giờ tôi bán ra bán hết cái bồn này nghỉ không bán nữa. Không nhập xăng vô nữa. Lúc đó Bộ Công Thương làm gì họ? Nói tôi nghe đi nha. Rồi tiếp tục. Tình hình nhà cửa Texas, em thấy có nhiều người đầu tư mua nhà cho thuê quá. Vậy tương lai giá nhà Texas có giống Cali không? Thật sự quý vị, Texas mấy chục năm nay cái giá nó vẫn như vậy. Chỉ có lần này á, là do cái tình trạng của đại dịch và cái lợi chi phí của những tiểu bang Blue State nó cao quá. Người ta chạy về những tiểu bang này cho nó nhẹ nhàng. Thì nó làm cho cái giá cả lên một chút thôi. Chứ giá cả ở Texas suốt mấy chục năm nó đứng một chỗ rồi quý vị. Nó nhích lên 5-10 ngàn thôi. Chỉ có lần này là nó hơi, với lại có một số hãng nó đổ về Texas cho
cho nên là việc làm nó đổ về thì giá nhà nó tăng, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó sẽ tăng giống như California. Tại vì cái hệ thống chính quyền của tiểu bang Texas không giống như California. California là một cái hệ thống chính quyền cồng kềnh. Nó đánh thuế rất nhiều để mà nó lấy, để nó trả tiền cho cái hệ thống chính quyền cồng kềnh đó. Do đó tất cả chi phí ở California đều phải tăng cao hết. Còn Texas thì họ là bên cái phía mà của bảo thủ đó, thì họ chủ yếu của họ là đơn giản hóa tất cả các cái thủ tục của chính phủ, tức là một cái chính phủ gọn nhẹ, không có cồng kềnh, đơn giản, và để cho người dân tự làm chủ và để cho người dân tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với những cái chuyện của mình. Cho nên Texas thì tôi không nghĩ là giá nhà sẽ cao hay là giá đất sẽ cao, mà nó chỉ lên được chút xíu cỡ này thôi, rồi cái nó dậm chân ở đây được vài năm thôi, nó lại tuột xuống một chút, rồi cái nó cứ dậm chân tại đó vài năm nữa. Texas là như vậy mà. Thì lần này có một chút xíu cái xu thế, tại vì có nhiều người họ chịu không nổi những cái chi phí cao ở những tiểu bang mà Blue State, họ chạy về đây. Một phần, phần thứ hai là do những cái hãng lớn nó đều về Texas hết, từ Tesla cho tới SpaceX, rồi Samsung, rồi cái gì, HP, rồi Apple, rồi trên gì bên LV, họ cũng về đây họ mở xưởng hết. Do đó việc làm nhiều thì người ta đổ về đây nhiều, mà đổ về nhiều thì đương nhiên giá nhà đất nó sẽ tăng lên một chút. Nhưng mà đất Texas là rộng nhất nước, nếu mà nó đông dân nhất quốc gia nhất Hoa Kỳ là California, nhưng đất đai rộng nhất Hoa Kỳ là Texas. Texas là một cái nơi rất là đặc biệt, bởi tôi về Texas là như vậy. Thứ nhất là đất đai họ rộng, họ chưa khai thác và họ cũng không muốn khai thác nhiều. Thứ hai, họ có cửa biển không thua gì California. Họ cũng có cửa biển không thua gì California cả, tức là nhập cảng xuất cảng họ không lo. Do đó cái vị Texas nó có một cái vị thế rất là đặc biệt. Thì về Texas mình về thì đời sống nó nhẹ nhàng hơn, tại chi phí nó không có cao. Chi phí nó không có nhiều cái mức thuế giống như California. Do đó nó đỡ cho người dân ở Texas rất là nhiều nha. Rồi tiếp tục, cuộc họp của Tổng thống Putin và Joe Biden sẽ có kết quả tốt cho hai bên, Nga sẽ không chiến tranh Ukraine. Ai nói? Bây giờ nó setup lần thứ ba rồi để cho Putin và Joe Biden nói chuyện với nhau. Nhưng mà somehow cuối cùng cái điểm then chốt, tôi vẫn nói với quý vị, cái điểm then chốt là giữa Ukraine. Ukraine mới là cái điểm then chốt. Mà bây giờ Joe Biden đã không thuyết phục được Ukraine rồi. Do đó chưa biết được. Chưa biết được. Và bây giờ, trước ngày hôm nay, ngày hôm qua là chính Jake Sullivan, tức là cố vấn an ninh quốc gia của Joe Biden, cũng đã kêu gọi dân Mỹ phải rời khỏi Ukraine trong vòng 48 tiếng. Thì quý vị nghĩ là cái tình hình của Ukraine như thế nào? Ok, và nếu thỏa hiệp với lại Putin, liệu Joe Biden thỏa hiệp bằng cách nào? Thỏa hiệp bằng cách nào? Nói tôi nghe đi. Ok. Rồi tiếp tục. Như những bài phân tích trước, Trung Quốc vô hiệu hóa hệ thống SWIFT trên Liên Hiệp Quốc, thì Hoa Kỳ đâu có thể cấm vận Trung Trung Cộng. Nếu như sao có xung đột, Trung Cộng cũng vô hiệu hóa, vậy là nó thống trị thế giới rồi. No. Bây giờ nếu như mà không sử dụng hệ thống SWIFT của Hoa Kỳ thì toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị tê liệt. Tại vì tất cả các quốc gia giao dịch với Trung Quốc đều dùng hệ thống SWIFT của Hoa Kỳ hết. Trung Quốc không làm gì được. Trung Quốc không làm gì được hết. Và ngay bây giờ nếu như Hoa Kỳ cắt hệ thống SWIFT một cái là toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc sẽ bị tê liệt. Bởi vì tất cả đều không chuyển ngân được. Tôi lấy ví dụ, bây giờ Trung Quốc đang xuất cảng một số những cái thiết bị cho Đức. Ví dụ như là những cái thiết bị và phụ tùng xe cho Đức đi. Tôi lấy ví dụ như vậy đi. Thì khi mà cái lệnh của Hoa Kỳ đưa ra một cái nghiêm cấm dùng cái hệ thống SWIFT của Hoa Kỳ để giao dịch, thì coi như Đức không cách nào trả tiền được cho Trung Quốc hết. Thì toàn bộ nước Đức, Âu Châu và tất cả các nước trên thế giới đều dùng hệ thống SWIFT để chuyển ngân. Bây giờ không cho dùng nữa là lấy cái gì trả tiền? Lấy cái gì trả tiền đây? Rồi thứ hai,
là tôi lấy thí dụ thứ hai là bây giờ á, là các cái thủ tục hành chính của Trung Quốc đang sử dụng cái Windows của công ty Microsoft hoặc là đang dùng cái máy Apple của công ty Apple, thì họ có mua software, họ có sử dụng, nhưng mà cái mua đó không phải là mua một lần mà trả tiền hàng tháng để mà các công ty này nó còn maintenance cái software, cái nhu liệu nữa. Thì bây giờ nếu như lệnh của Hoa Kỳ đưa ra, có nghĩa là Apple và Microsoft sẽ không thể cung cấp dịch vụ này cho Trung Quốc được nữa. Tại vì họ cung cấp, họ lấy tiền, lấy cái gì trả tiền cho họ khi hệ thống Swift bị đóng đinh. Nó rất là nguy hiểm. Rồi những nước khác bán đồ cho Trung Quốc thì Trung Quốc trả tiền bằng cách nào? Rồi Trung Quốc đi thu tiền của nước khác, thu bằng cách nào? Những nước khác bây giờ là họ phải bắt buộc phải cắt bỏ hết. Là coi như á, tôi nói là trong vòng 24 tiếng thôi, toàn bộ nền kinh tế của Trung Quốc tê liệt ngay. Nếu như Hoa Kỳ mà đưa cái hệ thống Swift này cấm cửa không cho Trung Quốc dùng. Chính vì vậy mà Bắc Kinh cho tới giờ phút này họ không có cách nào khác hết và họ vẫn phải ở cái thế gọi là hạ phong với Hoa Kỳ là như vậy. Tại nếu mà Hoa Kỳ đi hết con đường thì là Trung Quốc sập, cộng sản sụp đổ ngay. Nếu chính phủ Hoa Kỳ đi hết con đường của mình và dùng hết tất cả những biện pháp thì cộng sản Trung Quốc không còn cửa đâu, chưa đi tới chiến tranh đâu, đã không còn cửa sống rồi. Bây giờ toàn bộ hệ thống hành chính của Trung Quốc dùng cái máy gì vậy? Dùng máy computer. Mà để đi vào được cái máy computer đó phải bắt buộc phải dùng, một là dùng Windows, hai là Linux, ba là Apple, là cái hệ thống OS của Apple. Tất cả đều là của Hoa Kỳ hết. Bây giờ chỗ này ngưng lại một cái là sáng vô là thư ký ngân hàng mở máy lên đang thụ lụi nguyên cái máy computer, nó không hiện lên được. Do đó quý vị, Trung Quốc không thống trị được. Những lời cảnh báo là Trung Quốc đang trên cái đà muốn chơi cái trò này, họ đẩy mạnh cái đồng tiền nhân dân tệ điện tử, nhưng mà cuối cùng người dân trên thế giới họ đâu có dùng tiền của nhân dân tệ đâu, chỉ có dân Việt Nam ở miền Bắc dùng thôi, ngay cả Lào nó còn không dùng, Campuchia là lệ thuộc Trung Quốc cũng đâu có dùng nhân dân tệ, chỉ có mấy tỉnh miền Bắc của Việt Nam là tại vì dân ở bên đó tôi không biết là dùng nhân dân tệ thôi, còn toàn thế giới có ai dùng nhân dân tệ đâu, toàn thế giới có ai dùng nhân dân tệ. Ngay cả cái giải Olympic đang diễn ra tại Bắc Kinh, Bắc Kinh buộc tất cả các vận động viên là phải đổi ngoại tệ thành nhân dân tệ và xài nhân dân tệ ở trong nước Trung Quốc nè. Bây giờ đám vận động viên nó không đổi luôn, họ không đổi, họ không mang tiền tới và họ cũng không muốn đi ra ngoài luôn, họ ở trong cái làng Olympic cho tới khi kết thúc họ đi về. Bình thường đó thì các vận động viên nó còn sẵn dịp nó du lịch ở nước đó, xài tiền rồi gặp gỡ fan bla 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 bla. Bây giờ là coi như họ họ không đổi luôn, tại vì họ được khuyến cáo bởi cả chính những quốc gia của họ là không nên xài nhân dân tệ, không nên đổi ngoại tệ thành nhân dân tệ và cũng không nên sử dụng phone cá nhân của mình tại Trung Quốc. Do đó quý vị đừng có nghĩ rằng là nha là Trung Quốc là có thể thống trị được. Giấc mơ thống trị của Trung Quốc còn xa lắm, còn xa lắm. Nắm được quân sự nhưng mà chưa nắm được những thứ khác đâu, những thứ khác còn nằm trong tay của Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao mà Tập Cận Bình vẫn phải nhịn là như vậy. Tại vì bây giờ mà Hoa Kỳ đi hết lá bài là coi như Tập Cận Bình trong vòng 48 tiếng đồng hồ là đứt chến liền, đứt chến luôn, tức là cả gia đình luôn đó, cả gia đình là tức đứt chến luôn đó, trong vòng 48 tiếng đồng hồ nếu như Hoa Kỳ là áp dụng cái biện pháp cứng rắn tới nơi tới chốn, là đám cộng sản ở trong đó nó quất Tập Cận Bình ngay tại chỗ. Do đó quý vị đừng nghĩ rằng là Trung Quốc có thể làm được chuyện này chuyện kia, no, not easy nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều sáng ngày hôm nay trong cái chương trình của tán gẫu sáng thứ bảy, cảm ơn mọi người rất là nhiều và Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt của ngày cuối tuần và chúng ta sẽ trở lại phần livestream vào ngày mai trong chương trình của Vô Đề. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho sáng ngày hôm nay và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.